Quý vị có muốn luôn an toàn khi sử dụng Internet không? Trung tâm An ninh mạng Úc thuộc Tổng cục Tín hiệu Úc đang sẵn sàng để giúp đỡ. Các hướng dẫn an ninh mạng hàng đầu của chúng tôi hiện có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ. Hãy tìm hiểu cách thức để bảo vệ thiết bị, thông tin của quý vị và tránh các mối đe dọa mạng thường gặp. Hãy tải xuống các hướng dẫn miễn phí này. Truy cập trang mạng cyber.gov.au. Được phép của chính phủ Úc Canberra, authorized by the Australian Government Canberra. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Hầu hết các giáo viên đều có câu chuyện để chia sẻ về thành tích của học sinh và ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại. Giáo viên giúp định hình thế hệ tương lai của chúng ta. Hãy là một giáo viên như vậy. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của VietTV Australia trong buổi tối ngày hôm nay thứ Năm, ngày 4 tây tháng Giêng 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là những cái thông tin cập nhật về cái phiên tòa xét xử cái vụ đại án kit xét nghiệm COVID-19 Việt Á. Thì ngày hôm qua, cựu Bộ trưởng Y tế Việt Nam là ông Nguyễn Thanh Long và 37 người khác tiếp tục bị đưa ra xét xử với tội là nhận hối lộ và đóng các cái vai trò khác nhau trong việc sản xuất, phân phối và thổi giá bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 lên rất cao. Vụ bê bối là liên quan đến kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á cho thấy là rất nhiều các quan chức cao cấp đã nhận hối lộ để tạo điều kiện cho công ty này đạt được các cái thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la trong việc cung cấp các cái bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh viện và cơ sở y tế các địa phương với những cái mức giá mà bị đẩy lên rất là cao. Và tại phiên tòa hôm qua thì cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã khai là đã nhận 2 triệu 250 ngàn Mỹ Kim từ ông Phan Quốc Việt là tổng giám đốc của công ty Việt Á và cũng đã thừa nhận sai, xin lỗi vì cái tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Thanh Long thì bị cáo buộc trực tiếp can thiệp và chỉ đạo cấp dưới tác động để cho công ty Việt Á được cấp số, lưu hành, hiệp thương giá, phân bổ và thanh toán cái tiền kit xét nghiệm. Cựu Bộ trưởng bị cho là đã đứng ra giới thiệu công ty Việt Á với lãnh đạo một số địa phương để giúp cho các cái bệnh viện hay là cơ sở y tế của địa phương đó mua bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Và trong vụ này thì ngoài ông Nguyễn Thanh Long còn có một quan chức cấp cao khác cũng bị đưa ra xét xử là cựu Chủ tịch Hà Nội và là cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Chu Ngọc Anh. Và tại tòa thì ông Chu Ngọc Anh cũng nói rằng là đã nhận hối lộ từ Phan Quốc Việt là 200 ngàn Mỹ Kim. Nhưng ông cũng muốn trả lại ông Việt số tiền này nhưng mà đã không có cơ hội gặp lại ông Việt. Và kính thưa quý vị, cũng liên quan đến đại án này, ngoài những nhân vật chủ chốt còn có khoảng 100 quan chức và những doanh nhân cũng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ bê bối thổi giá kit xét nghiệm và cái việc thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã đem về lợi nhuận cho công ty này lên đến 172 triệu đô la sau khi họ đã sản xuất được 8 triệu 700 ngàn bộ xét nghiệm trong thời gian đại dịch. Và trong tổng số tiền 172 triệu đô la này thì tổng giám đốc của công ty Việt Á Phan Quốc Việt cũng đã sử dụng 34 triệu đô la để chi trả hoặc là để trả tiền cho những nhân vật cấp cao hơn, cho tất cả các quan chức để bộ xét nghiệm này được thông qua. Và quan trọng nhất là để cái bộ xét nghiệm của công ty Việt Á được sử dụng tại tất cả các cơ sở y tế tại 62 tỉnh thành trên toàn quốc Việt Nam. Chính vì vậy, hầu hết những cái quan chức, đặc biệt là trong những cái trung tâm y tế CDC đều bị nhúng chàm trong cái đại án lần này. Tất nhiên chúng ta chưa có được cái kết quả sau cùng bởi vì vụ án này hoặc là phiên xét xử này có thể kéo dài đến 20 ngày. Riêng đối với Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt thì trong cái tòa án quân sự diễn ra vào thời điểm cuối tháng 12 vừa qua, ông cũng đã bị tuyên án 25 năm tù giam, bao gồm 15 năm vì tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn, trong khi 10 năm khác là bởi vì vi phạm những cái quy định về đấu thầu. Đó là chúng ta chưa kể thời gian mà ông sẽ bị tuyên án tù
trong cái phiên xét xử hiện nay, và chắc chắn là tổng số thời gian nó sẽ trên mức 25 năm này. Chúng ta không biết là thêm bao nhiêu năm nữa, nhưng cái thời gian nó sẽ rất là dài. Ngoài ra thì cũng trong những cái vụ đại án này, ngoài cái đại án Việt Á trong đại dịch, còn có vụ đại án về chuyến bay giải cứu mà trong năm 2023 vừa qua, hai cựu thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cũng đã bị bãi chức. Và trong cái quá trình thanh trừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn có một nhân vật cao cấp nhất từ trước đến nay, đó là đã hạ bệ Chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng trong năm ngoái. Và đó là những cái quá trình mà những cái đại án đã gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Chúng ta còn chưa kể đến cái đại án mới nhất là của Vạn Thịnh Phát liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam thì sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hồi tháng 9 năm 2023 thì Việt Nam được nhắc đến rất nhiều trong cái việc phát triển một cái ngành rất mới, đó là lĩnh vực sản xuất chip. Mà như theo lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới phát biểu trên báo chí thì cũng cho biết là Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho một giai đoạn là có một cái làn sóng đầu tư trong ngành bán dẫn. Và trong đó thì Việt Nam cũng vừa mới ký kết với một trường đại học của Mỹ để đào tạo nhân lực. Và để phát triển ngành bán dẫn thì chính phủ Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu là đến năm 2030 cần phải đào tạo được 50.000 kỹ sư trong ngành bán dẫn. Và cũng theo lời Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thì Việt Nam cũng đã ký hợp tác với hai tập đoàn thiết kế chip lớn nhất của nước Mỹ, trong đó có Sinosai, để thành lập một cái trung tâm nghiên cứu thiết kế chip trong các cơ sở trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia mà Việt Nam cũng mới thành lập. Và ông Dũng cũng nói rằng là Việt Nam sẽ đào tạo ở cả trong nước và nước ngoài để đạt được cái con số 50.000 kỹ sư chất bán dẫn đó. Ngoài ra còn cần 1.000 thạc sĩ và 100 tiến sĩ trong ngành này. Và tháng 11 năm ngoái thì Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là ông Nguyễn Kim Sơn cũng đã đưa ra thông tin là Việt Nam cũng sẽ tuyển sinh khoảng 1.000 sinh viên trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và khoảng 7.000 người trong lĩnh vực liên quan vào năm 2024. Và con số tuyển sinh này dự kiến sẽ tăng khoảng từ 20 đến 30% mỗi năm. Còn trước đó cũng xin nhắc lại là vào tháng 9, nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, thì Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã ra một cái tuyên bố chung nói rõ là hai nước cũng thừa nhận cái tiềm năng to lớn của Việt Nam để trở thành một quốc gia chủ chốt trong ngành bán dẫn toàn cầu. Và theo văn bản này thì ông Biden và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của ngành bán dẫn tại Việt Nam và sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong ngành này. Và để giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn thì chính phủ Mỹ cũng thông báo sẽ cấp nguồn tài trợ gieo mầm ban đầu là trị giá 2 triệu đô la. Trong khi đó, liên quan đến hãng xe điện VinFast, ngày hôm qua thì VinFast đã tuyên bố là mở thêm 5 đại lý đầu tiên tại Mỹ. 5 đại lý này, đại lý đầu tiên là mở tại tiểu bang North Carolina, thứ nhì là tại New York. Ngoài ra còn có 2 đại lý tại tiểu bang Texas và sau cùng là tại tiểu bang Kansas. Tất cả những cái 5 đại lý này sẽ nằm trong cái hệ thống đại lý lên đến 125 cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Hiện nay thì cá nhân của công ty VinFast họ cũng đang vận hành tổng cộng 13 cửa hàng bán lẻ tại tiểu bang California. Trong khi đó, hãng tin Reuters của Vương quốc Anh ngày hôm qua xác nhận là VinFast đang có kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất pin xe điện tại một tỉnh ở miền Nam Ấn Độ. Kế hoạch này hoàn toàn khác với kế hoạch trước đây khi mà VinFast tuyên bố là sẽ thành lập một cơ sở lắp ráp xe từ những cái linh kiện mà họ vận chuyển từ Việt Nam sang Ấn Độ. Hay nói một cách khác, thị trường Ấn Độ đã được chọn để VinFast có thể phát triển những cái bước tiếp theo của tập đoàn này. Cũng cần nhắc lại là kể từ khi thành lập vào năm 2017, VinFast đã công bố rất nhiều kế hoạch phát triển xe điện, mà các chuyên gia cho rằng đây là những kế hoạch đầy tham vọng khi mà 2023 vừa qua, công ty này cũng đã xây dựng nhà máy đầu tiên tại Hoa Kỳ đặt tại tiểu bang North Carolina. Sau đó thì những cái kế hoạch mở rộng sang thị trường Ấn Độ, Malaysia, Trung Đông, kể cả châu Phi và Mỹ Latin. Tuy nhiên không may là
vào tháng 5 năm ngoái 2023, VinFast đã phải cho thu hồi tất cả những cái mẫu xe điện thể thao đa dụng tại Mỹ do bị trục trặc về phần mềm. Và thống kê cũng cho thấy cho đến thời điểm cuối tháng 6 của 2023 đã có khoảng 18.700 chiếc xe điện được xuất xưởng mà hầu hết đang được lưu thông tại thị trường Việt Nam, trong khi báo cáo tài chính cuối năm vẫn chưa được công bố. Điều này cũng cho thấy là cái mục tiêu mà VinFast đang đặt ra là xuất xưởng 50.000 chiếc xe mỗi một năm vẫn hay còn khá xa so với chỉ có 18.700 chiếc được xuất xưởng vào năm ngoái mà thôi. Và nếu trong năm nay 2024 VinFast đạt được cái mục tiêu của chính mình thì có lẽ đây sẽ là những cái khởi đầu khá là thuận tiện cho thời gian sắp tới, có nghĩa là sẽ phát triển đều đặn nếu được chấp nhận ở những cái thị trường mới mở. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, tại nước Mỹ thì theo thông tin từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 1 thì tổng nợ công của nước này trong năm tài chính 2023 đã vượt cái ngưỡng 34.000 tỷ Mỹ Kim. Điều này cũng đặt ra rất nhiều những cái thách thức về chính trị và kinh tế Mỹ trong những năm tiếp theo. Đây là cái số liệu thống kê về cả một năm tài chính 2023. Còn trước đó, trong năm ngoái 2023, nước Mỹ cũng đã nhiều lần thông báo là vượt cái mức trần nợ công, khiến cho chính phủ Mỹ nhiều lần bị đe dọa là rơi vào tình trạng là phải đóng cửa. Thông tin này cũng được đưa ra trong bối cảnh cũng khá nhạy cảm khi mà Quốc hội Mỹ cũng chuẩn bị họp bàn cho ngân sách năm tài khóa 2024 vào cuối tháng 1 này để đảm bảo duy trì cho chính phủ của Tổng thống Joe Biden tiếp tục hoạt động. Và trong trường hợp nếu mà Quốc hội không thông qua được tài khóa ngân sách cho tài khóa mới 2024 thì chính phủ sẽ lại rơi vào tình trạng đóng cửa. Bởi vì cái mức trần nợ công cũng đã vượt ngưỡng rồi, tức là chính phủ không thể nào tiếp tục vay thêm tiền để hoạt động được nữa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì tình hình nợ công hiện nay của chính phủ Mỹ là sẽ không tác động nhiều đến nền kinh tế Mỹ, vì các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng để cho chính phủ liên bang vay tiền. Và điều này sẽ giúp cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden theo đuổi được các cái mục tiêu trong thời gian tới mà không cần phải tăng thu thuế từ người dân hay là doanh nghiệp. Trong khi đó thì ngày hôm qua, nhật báo tài chính Financial Times đã đưa ra một cái dự phóng sau khi họ nghiên cứu tình hình kinh tế tại khu vực đồng euro, có nghĩa khu vực châu Âu, với tổng cộng 48 chuyên gia kinh tế hàng đầu tại khu vực này. Kết quả cho thấy các chuyên gia đã đưa ra một cái dự phóng rất là ảm đạm cho sinh hoạt kinh tế tại châu Âu là sự gia tăng GDP trong năm nay chỉ ở mức 0.6% mà thôi. Thậm chí có đến 2/3 các chuyên gia trong nhóm này còn xác nhận rất có thể châu Âu sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế, đó là tình trạng xấu nhất. Và những cái lý do làm cho kinh tế châu Âu trở nên ảm đạm hơn. Thứ nhất đó là khả năng xảy ra bất ổn trên thị trường năng lượng. Và thứ nhì là những bất ổn địa chính trị đang xảy ra tại Israel cũng như là đang xảy ra tại Ukraine đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt kinh tế tại châu lục này. Ngoài ra thì dự phóng của các chuyên gia do tờ Financial Times thực hiện cũng còn cho thấy rất có khả năng ông Donald Trump sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm nay. Ngoài ra thì chuyên gia này cũng cho rằng trong cuộc chiến giữa Ukraine và Liên bang Nga, phần lớn Ukraine đang trong một cái cơ hội mong manh là sẽ trở nên thua cuộc trong cái trận chiến này. Đó là những dự phóng rất là bi quan của các chuyên gia do tờ Financial Times thực hiện. Tuy nhiên, theo dự phóng của Quỹ Tiền tệ Thế giới là IMF, thì họ có một cái nhìn tương đối lạc quan hơn khi mà IMF cho rằng nền kinh tế của châu Âu có thể phát triển ở mức 1.2% trong năm nay 2024. Ngoài ra thì IMF cũng cho biết là tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tiếp tục gia tăng và đạt mức tối đa là khoảng 6.9% vào thời điểm cuối năm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó cũng có những cái nhận định hết sức ảm đạm về nền kinh tế của Đức, vốn được ví như là đầu tàu kinh tế trong nền kinh tế 20 nước sử dụng đồng tiền chung euro là Eurozone. Thì theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh mới được công bố, thì nền kinh tế Đức bị đánh giá là sẽ tăng trưởng chậm trở lại trong những năm tới.
và đến năm 2027, tức là chỉ còn 3 năm nữa thôi, thì nền kinh tế Đức sẽ mất cái vị trí là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới vào tay đất nước Ấn Độ. Và cũng theo nghiên cứu này thì một trong những nguyên nhân khiến cho kinh tế Đức bị đánh giá là yếu đi là do cái lĩnh vực sản xuất của nước này phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng Nga. Và cũng theo nghiên cứu thì cú sốc giá năng lượng cũng đã góp phần thúc đẩy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu này. Và mức tăng giá cả trong năm 2023 được dự báo là khoảng 6.3%, thấp hơn so với mức 8.7% của năm 2022, nhưng mà vẫn cao hơn mức trung bình gần đây. Và theo dự báo thì tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức có thể giảm 0.4% trong năm 2023 và trở thành là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2009 nếu như mà không tính cái năm đại dịch 2020. Nguồn cung hay sức chi tiêu hạn chế và lãi suất cao cũng là một trong những nguyên nhân khiến ảnh hưởng đến nền kinh tế của Đức. Tuy nhiên, kinh tế Đức được cho là sẽ tăng trưởng trở lại một chút vào năm nay 2024 với tốc độ tăng trưởng được dự báo là 0.7%. Trong khi đó thì tại Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan cho biết là ông sẽ cố gắng nối lại cái cuộc đàm phán về thương mại gọi tắt là FTA với Trung Quốc sau khi thống kê cho thấy là trong 10 tháng của năm 2023 vừa qua, thâm hụt thương mại đã lên đến gần 30 tỷ đô la sau khi Thái Lan chỉ có thể xuất khẩu sang Trung Quốc với cái số tiền lên đến 29 tỷ, trong khi Thái Lan phải nhập khẩu đến gần 59 tỷ. Đa số những mặt hàng Thái Lan cần nhập khẩu từ Trung Quốc là những mặt hàng sắt thép trong lĩnh vực xây dựng. Và cũng cần phải nhắc lại là những cái thỏa thuận hoặc là những cái đàm phán về một hiệp ước thương mại FTA đã được bắt đầu từ năm 2019. Thế nhưng sau nhiều vòng đàm phán thì những cái thỏa thuận gần như là dậm chân tại chỗ. Lý do là bởi vì cả hai quốc gia đều muốn bảo hộ thị trường, có nghĩa là họ không tin tưởng là hiệp định FTA sẽ đem tới một cái cơ hội công bằng cho công nhân giữa hai nước cũng như là cho việc xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên trong cái bối cảnh thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng thì Thái Lan đã thay đổi suy nghĩ và họ cho biết là họ quyết tâm đạt được cái đàm phán về một hiệp ước FTA với Trung Quốc trong năm nay. Lý do là bởi vì cho đến thời điểm này, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan và Thái Lan đang với cái mức thâm hụt như thế này thì họ đang hy vọng sau khi đạt được cái thỏa thuận FTA thì những cái thâm hụt này có thể giảm 20% trong vòng 5 năm sắp tới. Vâng, điều này cũng dễ hiểu bởi vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, trong khi Thái Lan thì gần như là không được đánh giá nhiều trong nền kinh tế thế giới. Ngoài lĩnh vực kinh tế thì Trung Quốc cũng có rất nhiều thế mạnh trong cái lĩnh vực công nghệ. Mà truyền thông Trung Quốc ngày hôm qua cũng vừa công bố những hình ảnh mới nhất về một cái tàu sân bay hết sức tiên tiến do Trung Quốc chế tạo ngay trong nước. Trong đó có những cái trên cái tàu sân bay này có những cái đường băng mà có thể giúp cho phóng rất nhiều loại máy bay. Đây là hàng không mẫu hạm Phúc Kiến thì hoàn toàn được thiết kế và đóng trong nước và cũng lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng là vào tháng 6 năm 2022. Con tàu này thì vẫn chưa được cho chạy thử ở trên biển, song được cho là lớn hơn và có nhiều công nghệ tiên tiến hơn cái tàu sân bay Sơn Đông vốn được đưa vào hoạt động năm 2019, hay là tàu Liêu Ninh mà Trung Quốc đã mua lại một cái tàu cũ từ Ukraine, sau đó thì tân trang lại. Tàu Phúc Kiến thì cũng đã tiến hành các cái cuộc thử nghiệm, bao gồm là thử nghiệm neo đậu trước khi cho chạy thử trên biển, mà một số nhà quan sát có thể dự đoán là năm nay, 2024, có thể giới chức Trung Quốc sẽ cho tàu Liêu Ninh là chạy thử ở trên biển. Và tàu này cũng đã bắt đầu phóng thử nghiệm một cái hệ thống máy phóng điện từ hồi tháng 11 năm ngoái 2023. Và ngoài trên thế giới hiện nay thì ngoài cái hàng không mẫu hạm lớp 4, tức là lớp tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, thì tàu sân bay Phúc Kiến được cho sẽ là tàu sân bay duy nhất trên thế giới được trang bị một cái hệ thống phóng máy bay điện tử được cho là mới nhất. Tuy nhiên tất cả những cái thông tin này đều được đưa ra khi mà cái tàu sân bay này chưa hạ thủy và chưa thực sự được thử nghiệm. Chúng ta còn nhớ là cái tàu sân bay trước đây thì Trung Quốc cũng đã loan tin rất nhiều nhưng mà đã hoàn toàn thất bại ngay sau khi thử nghiệm đầu tiên trên biển và cũng không biết là đợt này nó sẽ ra sao. Vâng, quan trọng là vấn đề chạy thử nghiệm xem thế nào.
Và kính thưa quý vị, những thông tin cuối cùng là thông tin từ Nhật Bản, khi mà nạn nhân trong vụ động đất diễn ra vào ngày Tết Dương lịch vừa qua, ngày hôm nay đã lên đến 77 người, trong khi số người bị báo cáo mất tích cũng đã có sự gia tăng, từ 15 lên thành 35 người. Trong số này có cả một thanh thiếu niên mới chỉ có 13 tuổi. Mà theo nhận xét của các nhân viên cứu hộ, thì cái khoảng thời gian vàng 72 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Điều này cũng có nghĩa là hy vọng cứu sống những người vẫn còn trong đống đổ nát là rất mong manh. Đặc biệt hơn nữa là trong cái bối cảnh thời tiết cực kỳ lạnh giá, cũng làm giảm tốc độ của những cái việc cứu hộ. Thủ tướng của Nhật Bản ngày hôm nay cũng đã xác nhận là do không thể di chuyển bằng đường bộ, bởi vì tất cả những con đường xung quanh những cái thị trấn bị động đất đều đã bị nứt toạc ra, và do đó ông đã phải sử dụng đến những cái chiếc máy bay và sử dụng cả tuyến đường biển để có thể cung cấp hàng viện trợ đến tận tay những nạn nhân của động đất. Bên cạnh đó, những cái chiếc xe tải loại lớn cũng đã được sử dụng để có thể vận chuyển hàng hóa đến những cái khu vực xa xôi hơn. Và đó là tất cả những gì chính phủ có thể làm trong cái quá trình chạy đua với thời gian để cứu hộ và cứu trợ cho những nạn nhân của động đất. Bên cạnh đó thì thông tin về chiếc máy bay Japan Airlines đã bị chìm trong biển lửa vào ngày 20 tháng Giêng vẫn tiếp tục là thông tin được quan tâm, sau khi những điều tra ban đầu cho thấy là chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đã được yêu cầu là được phép hạ cánh. Ngược lại, chiếc máy bay của cảnh sát biển thì cũng đã nhận được lệnh từ cơ quan hàng không là phải di chuyển đến điểm chờ gần đường băng. Nhưng thay vì chờ đợi thì chiếc máy bay của cảnh sát biển vẫn tiếp tục di chuyển, và đã xảy ra một cái vụ va chạm mà theo các chuyên gia là phi hành đoàn của Japan Airlines đã làm nên kỳ tích khi họ đã di tản thành công 379 người chỉ trong vòng 90 giây mà thôi. Và một điều thần kỳ hơn nữa là không một ai bị thương nặng, và cũng không, tất nhiên không ai tử vong trong cái vụ này. Tuy nhiên, phía chiếc máy bay còn lại trong số 6 người thì đã có hết 5 người tử vong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị, và chúng tôi sẽ trở lại trong các chương trình vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng, kính chào.